Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá. Và ngay sau đây thì mời các bạn tiếp tục lại đến với những thông tin mới nhất trong bản tin sáng ngày hôm nay, 25 tháng 6. Vào sáng ngày 23 tháng 6, đội tuyển U16 Việt Nam đã có cuộc họp rút kinh nghiệm ở trận đấu vừa qua, đồng thời thì phân tích về đối thủ tiếp theo. Tại đây, huấn luyện viên Trần Minh Chiến đã có những lời nhắc nhở gửi đến các học trò để chuẩn bị cho trận đấu với Campuchia tại lượt trận thứ 2 của bảng B giải U16 Đông Nam Á 2024. Trận đấu diễn ra vào lúc 19:30 ngày hôm nay. Như thường lệ thì kênh Điểm tin bóng đá sẽ để link xem trực tiếp trận đấu này trong phần mô tả cũng như phần top comment của video. Nếu quý vị các bạn quan tâm thì chúng ta có thể đăng ký kênh, sau đó thì quay trở lại để cập nhật link xem sớm nhất trận đấu này. Quay trở lại với những chuẩn bị của đội tuyển U16 Việt Nam thì đội tuyển đã có cuộc họp rút kinh nghiệm, đồng thời thì phân tích giải mã đối thủ Campuchia. Ở phần rút kinh nghiệm về chuyên môn, ông Trần Minh Chiến đã cho các học trò xem lại một số tình huống trong chiến thắng đậm trước Brunei. Vị thuyền trưởng của U16 Việt Nam không quên biểu dương tinh thần thi đấu tập trung rất cao của toàn đội. Khi một cầu thủ có thể dứt điểm, nhưng nhìn thấy đồng đội ở vị trí thuận lợi hơn nên cũng đã chuyền bóng và ghi bàn. Bóng đá là môn chơi thể thao tập thể nên chiến thắng trước Brunei là chiến thắng của cả tập thể chứ không riêng một cá nhân nào để có thể gọi là cầu thủ xuất sắc nhất của trận đấu. Ông Trần Minh Chiến bày tỏ và yêu cầu các học trò cần phải phát huy tốt những trận khó khăn sắp tới đây. Bên cạnh đó, ông Chiến lưu ý các học trò và yêu cầu U16 Việt Nam không được phép thi đấu chủ quan trước U16 Campuchia ở lượt trận thứ 2 sắp tới. Nhà cầm quân này cho biết, dù sao thì U16 Brunei là đội bóng yếu nên những lỗi xảy ra trước các đối thủ mạnh hơn thì chúng ta có thể sẽ phải trả giá đắt. Trong cuộc họp này cho biết, ban huấn luyện cũng đã dành một lượng thời gian khá dài để cho các cầu thủ xem lại một số tình huống tấn công nguy hiểm của U16 Campuchia trong trận đấu với U16 Myanmar, qua đó phân tích ưu điểm và nhược điểm lối chơi của đội bóng này. Ở phần tiếp theo này thì mời các bạn đến với nhận định trận đấu giữa U16 Việt Nam và Campuchia. Với sự chênh lệch về trình độ, U16 Việt Nam được dự đoán là sẽ không gặp nhiều khó khăn để có thể vượt qua Campuchia trong lượt trận thứ 2 của bảng B. Tuy nhiên thì ở các giải bóng đá dành cho các cầu thủ trẻ thì chưa biết điều gì có thể xảy ra. Ở lượt đấu thứ 2 tại bảng B, giải U16 Đông Nam Á, tuyển U16 Việt Nam sẽ có trận đấu tranh tài với đội hàng xóm U16 Campuchia. Ở trận giao quân diễn ra ngày 22 tháng 6 vừa qua, U16 Việt Nam đã có một trận giao quân không thể hoàn hảo hơn dù phải thi đấu dưới thời tiết nắng nóng tại Indonesia. Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn nhiều, các học trò của ông Trần Minh Chiến đã tạo ra một cơn mưa bàn thắng để có thể vượt qua Brunei với tỷ số 15-0. Ở trận này thì đã có tổng cộng 9 gương mặt của chúng ta ghi bàn, đặc biệt là hai cầu thủ Việt Long và Thanh Bình còn lập một cú hat-trick. Trước một đội được xem là đối thủ yếu nhất ở bảng B, U16 Việt Nam đã thi đấu khá thoải mái. Điều này giúp cho họ có thể tự tin phô diễn lối chơi với những pha lên bóng sắc nét, xé toang hàng phòng ngự của đối phương. Tuy vậy thì thắng trận trước một đối thủ quá yếu như Brunei không nói lên nhiều điều. Và chắc chắn U16 Việt Nam sẽ phải chơi rất tập trung trước Campuchia để hoàn thành mục tiêu 3 điểm. Trong quá khứ, các lứa cầu thủ của chúng ta từng đánh bại Campuchia với các tỷ số đậm 5-0 và 5-2 vào các năm 2011 và 2017. Song ở cấp độ trẻ, bất ngờ vẫn luôn có thể xảy đến. Và hẳn là người hâm mộ vẫn còn nhớ đội tuyển U19 Việt Nam từng để thua với tỷ số 1-2 trước các cầu thủ đồng trang lứa của Campuchia tại giải U19 Đông Nam Á diễn ra vào năm 2019. Cảnh giác trước đối thủ sẽ là điều không thừa, nhất là khi U16 Campuchia vừa gây sốc với trận thắng ngược trước đội bóng được đánh giá cao hơn là Myanmar trong trận đấu mở màn của giải năm nay. Thắng lợi đó chắc chắn sẽ tiếp thêm động lực để cho đội bóng Chùa Vàng có thể bước vào trận đấu này với tinh thần và quyết tâm cao nhất. Ngày hôm qua thì U16 Lào cũng đã gây sốc tại giải U16 Đông Nam Á. Cụ thể thì họ có được chiến thắng thứ 2 liên tiếp ở giải U16 Đông Nam Á, ngày hôm qua là trước Singapore. Chiều ngày 25 tháng 6 ở lượt trận thứ 2 tại bảng A giải U16 Đông Nam Á chính thức diễn ra. Trận đấu sớm, U16 Lào đã xuất sắc ngược dòng trước U16 Singapore với tỷ số 2-1. Đây là trận đấu thứ 2 của đội bóng này. Hai đội nhập cuộc tự tin và nhanh chóng dồn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng. Dù vậy thì Lào đã để cho Singapore mở tỷ số ngay ở những phút đầu trận. Phút thứ 11, thủ thành Anosay
đã phạm lỗi với Saron bên phía Singapore trong vòng cấm. Trọng tài người Nhật quyết định cho đội bóng đảo quốc sư tử được hưởng quả phạt đen. Trên chấm penalty thì Andy Rivkui đưa đội nhà vẫn dẫn trước với tỷ số 1-0. Nhận bàn thua sớm, Lào không chuột bước, họ tiếp tục đẩy cao đội hình và được đền đáp bằng bàn gỡ hòa sau đó 8 phút. Cụ thể là Singapore phạm lỗi với cầu thủ Lào trong vòng cấm và Fayad khi này là người thực hiện thành công quả phạt đen, giúp cho U16 Lào có bàn quân bình tỷ số. Hiệp 1 sau đó diễn ra giằng co nhưng không có thêm bàn nào được ghi. Sang hiệp 2, đội tuyển U16 Lào một lần nữa gây ấn tượng khi ghi bàn thắng vượt lên dẫn trước. Cụ thể là phút thứ 56, Seng Savanh đã nhận bóng và tung ra cú sút đầy uy lực đến khung thành của đội tuyển Singapore, nâng tỷ số lên 2-1. Những phút sau đó, Singapore thực hiện một số thay đổi người nhằm tìm kiếm cơ hội để gỡ hòa nhưng đã không thành công. Kết thúc trận đấu, chiến thắng thuộc về U16 Lào. Dù thắng 2 trận liên tiếp, song Lào vẫn chưa chắc chắn có cơ hội đi tiếp. Lý do là bởi ở giải U16 Đông Nam Á chỉ lấy 3 đội nhất bảng và một đội nhì bảng xuất sắc nhất vào bán kết. Ở lượt cuối, đội tuyển này sẽ chạm trán đối thủ mạnh nhất bảng đấu là U16 Indonesia. Nếu thắng thì họ sẽ đi tiếp. Trong trường hợp thua trận thì Lào sẽ phải nghe ngóng tình hình của các đối thủ khác ở hai bảng còn lại. Trong thông tin cuối của bản tin này, mời các bạn đến với nội dung U19 Việt Nam sẽ gạch tên hàng loạt cầu thủ. Các bạn thân mến, VFF vừa cho công bố danh sách triệu tập 35 cầu thủ lên đội tuyển U19 Việt Nam chuẩn bị cho vòng chung kết U19 Đông Nam Á 2024 sẽ diễn ra từ ngày 17 tháng 7 cho đến ngày 29 tháng 7. Ở đợt tập trung này, huấn luyện viên trưởng Hứa Hiển Vinh có trong tay một số chân sút được đánh giá cao về chuyên môn như thủ thành Cao Văn Bình, hậu vệ Nguyễn Mạnh Hưng, tiền vệ Vi Đình Thượng và Thái Bá Đạt. Thực tế, đội tuyển U19 Việt Nam đã hội quân đợt 1 từ tháng 6 vừa qua để chuẩn bị và tham dự giải giao hữu U19 quốc tế tại Trung Quốc cùng với 3 đối thủ chất lượng là Hàn Quốc, Uzbekistan và đội chủ nhà Trung Quốc. Điều đáng nói, thu hút nhất trong danh sách tập trung của U19 Việt Nam lần này là một gương mặt mới toanh, tiền vệ Việt Kiều Cộng hòa Séc Hồ Hữu Hưng. Được biết, Hồ Hữu Hưng sinh năm 2006, sở hữu cả hai quốc tịch Việt Nam và Cộng hòa Séc, thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công và tiền vệ cánh. Hữu Hưng hiện đang khoác áo câu lạc bộ Praha tại giải vô địch quốc gia Cộng hòa Séc và từng tham gia đội tuyển U15, U16 của Cộng hòa Séc. Cho đến nay thì anh đã trải qua 13 năm được đào tạo và chơi bóng ở Cộng hòa Séc. Trước khi khoác áo câu lạc bộ chủ quản Praha, Hồ Hữu Hưng đã thi đấu cho câu lạc bộ Slovako từ mùa bóng 2000 từ năm 2011 cho đến 2016, sau đó là Slava Praha 2016-2018. Theo kế hoạch, U19 Việt Nam sẽ đóng quân tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Ngày 16 tháng 7, đội sẽ lên đường sang Indonesia tham dự vòng chung kết U19 Đông Nam Á với danh sách chính thức được rút gọn xuống còn 23 cầu thủ. Sở dĩ, theo điều lệ của giải, thì mỗi đội tuyển chỉ được phép đăng ký tối đa là 23 cầu thủ trong danh sách chính thức, trong đó có 11 cầu thủ đá chính và 12 cầu thủ dự bị. Điều này đồng nghĩa là đội tuyển sẽ có 12 cầu thủ trong tổng số 35 cầu thủ vừa được triệu tập phải nói lời chia tay U19 Việt Nam trước khi đội khởi hành sang xứ sở vạn đảo. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.